Tại buổi làm việc với Chủ tịch Cơ quan Xúc tiến Thương mại Đầu tư Hàn Quốc KOTRA nhằm trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác chặt chẽ có hiệu quả hơn nữa vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Đỗ Thắng Hải cho biết, hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt là kinh tế, thương mại, đã có sự phát triển nhanh chóng kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc. Hiện doanh nghiệp FDI Hàn Quốc tại Việt Nam đóng góp hơn 30% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam các tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc như là Samsung, LG, Hanwha, Doosan, Bosco, SK đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của các địa phương Việt Nam, từng bước giúp Việt Nam tham gia sâu hơn và rộng hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu, nhất là trong lĩnh vực điện tử, phụ tùng ô tô, cơ khí, luyện kim. Về phía Hàn Quốc, Chủ tịch Cơ quan Xúc tiến Thương mại Đầu tư Hàn Quốc Kotra cũng mong muốn nhận được sự quan tâm hợp tác của Bộ Công Thương cũng như việc tận dụng các FTA nhằm sớm hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ đô la Mỹ. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương Việt Nam đã đưa ra các đề xuất đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam, hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam tiếp tục duy trì sản xuất, đảm bảo sản xuất không gián đoạn trong bối cảnh dịch bệnh và nâng cao giá trị xuất khẩu sang Hàn Quốc, tập trung hỗ trợ và tạo mọi điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc 15 mặt hàng tiềm năng và tăng cường chuyển giao công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật từ Hàn Quốc để nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp ô tô, dệt may, hóa chất, cơ khí chế tạo và linh kiện của Việt Nam.